Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình đến chợ Lách để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, nguyên màu xanh này là toàn là mai không đó quý vị ơi, bạc ngàn luôn ha, quá xá quá xa luôn. Nguyên mảnh vườn này quá xá rộng luôn, toàn là mai giảo không nha quý vị. Màu xanh bạc ngàn của mai. Rồi, ở phía trước mình xa mình có ông chủ mai ở trước đó quý vị. Mình đi lại gặp ông chủ mai nha quý vị. Quý vị ơi, quá xá mai luôn ha, quá đã, lạc vô rừng mai rồi. Chào Dũng. Chào anh Tuấn, chào quý cô chú, chào tất cả những anh em đam mê mai vàng ha. Nay em cũng muốn giao lưu với anh em vài mặt hàng ở vườn nhà em ha. Vậy đến mặt hàng thứ nhất ha. Rồi, mặt hàng thứ nhất. Rồi Dũng ơi, Dũng giới thiệu cho anh em mình với quý vị mình biết cái địa chỉ ở đây là đâu để quý vị mình đến khi mà đến nhà mình giao lưu luôn em. Dạ, địa chỉ của em là ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, Bến Tre ha. Rồi. Dạ, rồi đến mặt hàng thứ nhất em. Mặt hàng thứ nhất. Dạ, cây mai này là cây mai giảo Thủ Đức ha. Em muốn giao lưu với cô chú anh chị ha. Loại giảo Thủ Đức ghép 3 mùa rưỡi ha. 3 mùa rưỡi. Ghép 3 mùa rưỡi. Đây là nó cũng liền cốt hết anh. Liền cốt anh quý vị. Nó liền cốt, cái tán của nó cũng rất là đều ha. Cái tán này rất là đều. Rồi, cái tán này mình cây mình cho cái chiều cao với tán ngang khoảng nhiêu ha Dũng? Dạ. Để em đo thông số báo luôn. Rồi, thông số báo cho quý vị luôn ha. Này là nó là 52 ha. Rồi, cao 52 ha. Rồi, tán ngang. Tán ngang là 46 ha. Tán ngang 46, còn mình có đo góc nhớt gì không em? Dạ, cái ghép này gì không? Này góc ghép nha quý vị. Này 8 ha. Khoan, để lần đầu tiên Dũng lên clip thì đo cái phần đo góc này nó không thành vấn đề mà mình phải chỉ cho Dũng cái nha quý vị. Mình đo không tới 6 mình báo giả sử hơn 6 thì mình báo 6 thôi. Rồi. Là hoành 6 ha. Cái góc cũ đế nè, cũ đế ha. Quý vị. Đây mặt hàng thứ nhất ha em. Dạ, cái này là cây thứ nhất để em đem đến cùng mặt hàng nhưng mà loại cây khác ha. Có cho cô chú anh chị thấy. Đây. Cũng rất là đều ha. Cái lô mai này là nói chung là nó bây giờ nó cũng số lượng nó cũng còn khoảng vài trăm cây á. Vài trăm cây. Để bóc tiếp cây khác nha. Nó cũng đều như nhau hết ha. Cô chú anh chị muốn giao lưu thì liên hệ qua số điện thoại ha. Số điện thoại có Dũng để trên tiêu đề đó quý vị ơi. Rồi, vậy là cái mặt hàng thứ nhất rồi. Mặt hàng thứ nhất. Em giới thiệu mặt hàng thứ hai ha. Mình có báo giá từng mặt hàng không em? Dạ. Cái mặt hàng thứ nhất này là cái giá nó 300.000 một cây, không bao phí ship. Em ship từ 2 cây trở lên ha. Rồi, mình nhắc lại một lần nữa đi Dũng ơi. Dạ, cái mặt hàng này là ghép 3 mùa rưỡi ha. Là cái này là em bán với giá là 300.000 một cây. Rồi. Mà em không bao phí ship nhưng mà em ship từ 2 cây trở lên ha. Rồi, 2 cây trở lên mới ship. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Rồi, mặt hàng thứ nhất ha. Dạ. 300.000 cây quý vị mà 2 cây trở lên mới ship nha quý vị. Dạ. Không bao phí ship. Rồi. Rồi, mặt hàng thứ hai. Mặt hàng thứ hai này là cũng là giảo Thủ Đức luôn. Giảo Thủ Đức luôn. Cái này là ghép là hai mùa. Ghép hai mùa. Thì cái này là củ đế cũng nở ha, cũng xử lý đế hết ha. Xử đế ha. Tàn thì san sát nè. Nói chung là nó cũng rất là đều ha. Rồi. Cái này là cái lô này là em cũng có khoảng vài trăm cây ha. Vài trăm cây em cũng muốn giao lưu cái lô này là giá là 200.000 một cây ha. Rồi, 200.000 mà cây. Mà cũng là 22 cây trở lên em mấy ship ha, mà cũng không bao phí ship luôn ha. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Rồi, đó là mặt hàng thứ hai của mình. Dạ, đây là mặt hàng thứ hai của em. Rồi, để em lấy cây cái tiếp lên cho quý cô chú coi ha. Cũng là mặt hàng thứ hai luôn ha em. Để cho tham khảo cái mặt hàng này. Vài ha. Cây ha. Dạ. Mỗi mặt hàng mình giới thiệu 2-3 cây ha. Dạ.
Rồi, củ đế rất là nở ha, cây nào cũng xử lý đế luôn nè. À, đẹp hết trơn ha. Rồi, gốc nó cũng liền hết luôn nè. Rồi, liền gần liền cốt, nhìn thấy cũng hết biết kép, ăn dắt dép luôn ha. Cái này á, là coi như là hàng chuẩn Tết luôn ha. Rồi, chơi Tết luôn. À, nên em bán với cái giá là 200 ngàn như vậy là cũng như bán cái giá thị trường ha. À, gạch rẻ hơn thị trường chút xíu tại vì em nhỡ số lượng thôi chứ còn ngoài ra là bán không có cao giá ha. Rồi. Để cho cô chú chị chơi. Rồi, chơi Tết luôn. Dạ. Rồi. Để em nha. Tiếp vài cây nữa nó cùng mặt hàng đó để cho cô chú. Này là mặt hàng thứ mặt hàng thứ hai giá 200 ngàn á. 200 ngàn luôn. Dạ. Rồi. Cây nào cũng có củ hết, cây nào cũng có củ hết ha. Rồi, mình qua cái mặt hàng thứ ba ha. Rồi, qua mặt hàng thứ ba quý vị ơi. Gặp tới mặt hàng thứ ba. Rồi, mặt hàng thứ ba hoa Dũng ơi, em ngồi mấy anh bạn vô. Rồi, ngồi bạn vô. Rồi, em cũng muốn giao lưu với cô chú anh chị mặt hàng thứ ba, cũng là cái mặt hàng là quấn đế, quấn rễ rất là đẹp nha. Quấn hàng thứ ba là quấn rễ đẹp nha, đẹp hơn quấn rễ tây bí hả? Dạ, quấn rễ tây bí rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái này á là cũng như là cái hàng whip của vườn ha. Whip luôn. À, đây cô chú anh chị coi. Nó rất là liền cốt ha. Tàn rất là đều. Tàn đều cái gì? Mình ấy mình cho quý vị xem cái bộ rễ ha, quấn rễ rất là đẹp ha. À, cái này là cái hình này là hình tây bí ha. Tây bí. Đây, để cho tiếp quý cô chú anh chị xem tây bí nữa ha. Rồi, tây bí như đây ha. Rồi. Rất là đều ha. Rồi. Tàn rất là đều. Còn mặt hàng này mình giao lưu làm sao? Cái này em muốn giao lưu là cũng như cái mai này á, là cũng 2 cây trở lên em mới ship ha. Và cái này là giá 600 ngàn một cây ha. 600 ngàn một cây. 600 ngàn là không cây, bao phí ship. 2 cây trở lên mới ship. Dạ, 2 cây trở lên mới ship ha. Vậy là quá đơn này 2 cây mới ship, cây nào cũng vậy nha quý vị. Dạ. 600 ngàn một cây ha. Dạ. Này là gốc trái bí, cũng là ghép giảo Thủ Đức ha. Ghép giảo Thủ Đức liền cốt hết ha. Liền cốt luôn ha. Dạ. Rồi. Nay mình giới thiệu có ba mặt hàng này ha em. Rồi thôi em cũng giới thiệu với cô chú vài mặt hàng á. Ba mặt hàng này em cũng muốn giao lưu á. Rồi với cô chú thấy cảm thấy thích thì hỗ trợ giúp em ha. Rồi. Dạ. Vườn của Dũng thì còn nhiều lắm nhưng quý vị. À, còn dài như hồi nãy đầu clip mình có quơ qua quý vị còn đây nữa nè quý vị, dài luôn ha. Rồi nãy nó Dũng nói là vài trăm cây chứ mình thấy ở đây chắc không biết bao nhiêu ngàn cây mà. À, rồi quý giáo mình tới đây là kết thúc rồi ha anh Dũng. Dạ tới đây là kết thúc rồi anh. Rồi. Rồi cũng rất là mong là quý vị xem và thích cái mặt hàng nào. Hiện nay Dũng giới thiệu chỉ có ba mặt hàng thôi ha, có ba loại thôi. Thì thích thì alo Dũng nha quý vị, số điện thoại của Dũng mình để trên tiêu đề. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi một lần nữa mời quý vị mình xem qua một lần nữa một cái vườn mai rộng thênh thang luôn ha. Ở phía bên hông vườn của Dũng còn nhiều gốc mai to lắm quý vị ơi. Đó. Mai rất là to ha, dài luôn quý vị. Đó, mình đứng mình đang quay cho quý vị ở dưới cái đoạn gốc đó ha. Rồi đứng mình đứng lên nha quý vị ơi. Rồi. Đây còn quá xá luôn quý vị. Rồi mấy cái gốc mai này ở phía trước mặt anh là mình ghép gì? Cái này là em ghép là cái giống cam, cúc cam ha. Cúc cam. Dạ. Rồi cây chẳng hạn là cây mà trồng do ở phía trước mặt mình đây ha. Dạ, đây là cái cây cúc cam nè. Cái cây này thì nó nở là khoảng 5 tiếng là nó đổi màu ha. 5 tiếng mới đổi màu. Dạ, nó nở là màu vàng tước rồi khoảng 5 tiếng hồi sau bắt đầu nó chuyển qua màu vàng cam ha. Cam. Nên nó rất là đặc biệt. Rất lạ ha. Lưu với cô chú anh chị á, cái cây mai cúc cam này ha. Cúc cam. Cúc cam đổi màu này nó rất là đặc biệt ha. Có gốc to luôn ha. Cái cây này là nó ghép mình được 3 mùa rưỡi rồi nha anh.
À, ghép 3,5 mùa nha quý vị. À, cái tán nó rất là đẹp. À. Cái hoành này mình khoảng nhiêu ha? Hoành góc. Rồi nhớ lật ra nha em. 46 ha. Dạ. Hoành này 46 nha quý vị. 46. Rồi. Đế cũng đẹp không ha? Để đi vòng đế ha. Rồi, địa hình này cũng rất là chật hẹp. Mình đi cố gắng nha quý vị, cố gắng chỉnh thật quý vị xem ha. Hoành 46 này đế nôm đều luôn ha quý vị, trải đều ha. Cái tán rất là chỉnh. Tán tròn do luôn ha quý vị. Tròn do luôn. Cây này là cây cúc cam ha, cúc cây cam. Một cây nhưng mà nó nở hai màu bông ha. Rồi. Cây này mình có báo giá hay là mình... Cái này là em cũng muốn giao lưu tại vườn á. Tại vườn. Có gì liên hệ qua số điện thoại á. Rồi, giao lưu tại vườn này không có báo giá nha quý vị. Còn nhiều lắm nha quý vị. Ở bên kia mình thấy có bông gì quá xá bự em ha. Dạ, cây đó là dảo thủ đức. Dảo thủ đức là bông bự dữ vậy ha. Dạ. Quá xá luôn vậy. À, gì ơi. À, bông nè, hết hòn cái bông luôn ha. Rồi mình đi dài quanh kia quý vị ơi, còn nhiều lắm quý vị. Em cũng muốn giao lưu với quý cô chú anh chị một cây gốc tứ quý ghép tài lộc ha. Đó là tứ quý ghép tài lộc. Đế rất là đẹp luôn ha. Rồi này mình cái ta cái này cao khoảng nhiêu vậy ha Dũng? Rồi, mét tư ha. Khoảng mét tư. Tán ngang cái này nó khoảng nhiêu em? Mét 25. Rồi, mét 25. Rồi. Gốc tứ quý. Đế rất là đẹp. Đế hết hòn ha. Có chi tử luôn nha quý cô chú. Rồi, có chi tử ở đây luôn ha. Chi tử. Này là ghép tài lộc ha. Rồi, tài lộc là mai mình sao em? Dạ, là chảo nó ghép bông nó khoảng từ 18 đến 35 á. À, rồi. Cái này mình giới thiệu thôi chứ chưa, không có báo giá ha em? Dạ, em cũng muốn giao lưu á, nhưng mà qua số điện thoại trên tiêu đề. Rồi, quý vị thích thì alo Dũng số điện thoại trên tiêu đề á. Dạ. Rồi, mình còn giao lưu cái nào nữa không em? Còn quá xá quá xa luôn quý vị ơi. Rồi, đó. À, rồi quý vị thích cây nào thì alo cho Dũng nha quý vị. À, để đẹp bông đẹp luôn ha. Rồi còn nhiều nữa quý vị ơi. Này mình ghép chuối là mấy cái này mình ghép ghép dảo thủ đức, dảo thủ đất ha. Rồi hồi nãy có cây tài lộc rồi có cây cúc cam vậy đó ha. Quá xá ha, cây này cái gốc này cũng quá xá to nè. Lớn một bể luôn ha. À, quý vị. Đây là cây đa phúc ha, cây dảo đa phúc. Giờ dảo đa phúc hả? Cây này hả? Để quay cho quý vị khán giả. Đa phúc. Rồi. Dảo đa phúc. Rồi cây này mua cái mai này gì là có nhiều phúc đó. À quý vị. Này có số nó đang nụ, số trổ là số thì cũng đã tàn rồi ha. Đó. Gốc cũng đẹp đẹp không nhưng quý vị, nhiều loại giống mới quá ha. Rồi mình còn nữa không nha Dũng ơi? Dạ kết thúc rồi. Rồi quý vị mình đến đây là cũng là kết thúc rồi quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị cảm thấy thích cái nào thì alo trực tiếp cho Dũng nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.